Chào mừng mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu cho mọi người một chương trình AirDrop nhận tóc cần râu. Để tham gia chương trình AirDrop này các bạn click phần link mô tả mở tờ ram mô start cho post các bạn. Tóc cần này dự án là sàn Uniswap các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn click captcha nè. Điều 2 S T T rồi bạn gửi cho bot nha bạn. Dự án này sẽ list lên sàn Uniswap các bạn. Khi tham gia trên AirDrop này mình sẽ nhận được 3.000 token RAW này các bạn. Rồi các bạn bấm nhảy xuống này các bạn. Rồi tăng 3 các bạn. Có 1.000 token RAW các bạn, mình nó lộn các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group kênh seller người ta các bạn. Kênh nè. Rồi bạn mới đáp lại các bạn. Bạn join tiếp kênh seller nữa các bạn. Rồi bạn join vào các bạn. Theo word thì bạn follow và theo quyết tăng 3 người bạn vào ngay tất cả các bạn. Rồi các bạn bấm theo dõi nữa các bạn. Rồi các bạn like nữa các bạn. Các bạn tăng ba người bạn vào, các bạn gõ cộng tăng những người bạn thường xuyên các bạn tăng đó các bạn. Các bạn tăng lòng sợ là tweet các bạn nó bị spam mà các bạn. Rồi. Rồi các bạn test lại các bạn, sau khi các bạn test xong các bạn mới up lên. Rồi các bạn bấm nút chat nha các bạn. Ui. Rồi bấm vô này gấp tiếp lộn. Rồi các bạn bấm vào một submit tên nha các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn điền là username Telegram của tất cả các bạn cộng anh 1133. Rồi nhiệm vụ tiếp theo các bạn mở Twitter của tất cả các bạn ra nè. Rồi các bạn nhấp vào ba chữ gạch, các bạn nhấp vào một hồ sơ này các bạn bấm vào ba chữ gạch trên cùng các bạn bấm nhấp vào chia sẻ nha tất cả các bạn. Các bạn sẽ chép vào khai nhớ tạm nha các bạn. Các bạn gửi cho bot nha, tiếp tục các bạn. Tiếp tục thì các bạn điền địa chỉ RC20 bên dưới chút wallet, Maser wallet nha bạn, in token RC20 như thế nào. Rồi các bạn mở địa chỉ dưới chút wallet ra, các bạn copy địa chỉ NH anh ta các bạn. RC20. Rồi các bạn sao chép là địa chỉ dí nha bạn. Rồi các bạn trở lên một cái con bot nha bạn, các bạn bắt up lên nha bạn. Các bạn dán vào các bạn, rồi các bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi cái đây là status. Rồi nó cập nhật tài khoản mình các bạn, mình đã nhận được 1.000 top cần câu rồi. Bạn lấy liên dép chia sẻ cho bạn bè và người thân để nhận thêm top cần nha các bạn. Vậy video này kết thúc, mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình.